chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Missy Bờ Phim. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là còn tầm khoảng hơn 2 tuần nữa thôi thì mình sẽ cùng nhau để đón chào giao thừa của năm mới rồi. Và hầu như đây là cái thời khắc vô cùng quan trọng cho những tín đồ sử dụng nước hoa chúng ta thường hay lựa chọn để cho mình có một mùi hương mới để đón chào một cái năm mới. Trong video ngày hôm nay thì Hương sẽ review một cái chai nước hoa mà phải nói là siêu là dễ dùng luôn. Đó chính là dòng nước hoa của Acqua di Giò Absolute. Sử dụng nước hoa gì thì Hương dám khẳng định luôn là không thể nào mà bỏ qua được cái dòng nước hoa của Acqua di Giò Absolute này, bởi vì đây là một cái mùi hương cực kỳ dễ dùng mà nó mang lại cái cảm giác thoải mái và tươi mát tinh thần cho mình. Đây chúng ta sẽ có nhìn thấy cái nhà Armani là một trong những ông trùm về nước hoa, và tất cả những mùi hương nó sẽ mang đến cho mình một trải nghiệm vô cùng thú vị, đi từ cung bậc của sự tươi mát cho đến sự ấm áp và sự hòa quyện một cách rất là hài hòa, khiến cho mình sẽ cảm thấy rất là thú vị khi mà được trải nghiệm cái mùi hương này nha. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thiết kế nè, rất là chắc chắn tay, và khi mà mình cầm á, cái cảm giác nó không có quá to giống như là những chai nước hoa của Chanel, nó cũng không có quá dài giống như những chai của Kenzo, mà đó chính là một cái cảm giác cầm rất là chắc chắn và không có sợ rớt như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xịt thử xem vì sao nó lại thu hút và thú vị đến như vậy. Khi mà xịt ra ngoài thôi, vừa mới xịt ra thì mình sẽ thấy một cái cảm giác tươi mát giống như là cái hương vị của gió biển nó vừa thoảng qua trên cơ thể của mình, làm cho mình cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà càng ngửi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy là không phải chỉ gió biển thôi đâu nha, mà một bên là gió biển, một bên sẽ là những cái hoa và những cái mùi hương của hoa. Nó không phải là hoa hồng, hoa huệ đâu, mà những cái cảm giác dễ chịu giống như là cây hương thảo nè, hoặc là hoa oải hương, nó sẽ hòa quyện vào chung với nhau. Và khi mới đầu mình nghe, mình sẽ cái cảm giác là một cái mùi hương tươi mát gió biển ha. Nhưng mà sau đó chúng ta lắng lại một tí xíu, mình sẽ thấy cái hương vị của biển, cái sự ấm áp hơn, và nó làm cho cái mùi hương nó trở nên nó thanh lịch và nó tinh tế hơn rất là nhiều. Giống như là cảm giác một người đàn ông khi mà mình thoáng qua, mình sẽ thấy cái sự lạnh lùng nè, một cái cảm giác là kiểu giống như hơi khó gần một chút xíu đó. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ thấy một cái cảm giác ấm dần, và làm cho mình cảm thấy dễ chịu khi bên cạnh một cái chàng trai mà sở hữu cái dòng Acqua di Giò này. Mùi hương này thì Hương thấy là nó khá là trung tính á, nó không có phải ngọt mà nó cũng không phải là quá nồng, mà một cái cảm giác đó chính là sự hòa quyện giữa hương biển kết hợp với lại một chút cái sự hương thảo và oải hương, một cái hoa rất là nam tính, bên cạnh đó là một cái sự trầm ấm của gỗ. Và cái mùi hương này thì Hương nghĩ là nó cực kỳ phù hợp đối với những anh nam mà chúng ta thích một cái phong cách, đó chính là một cái sự nam tính nè, một cái sự tươi mới, một cái sự trẻ trung hơn, chứ nó không phải là một cái kiểu quá cá tính. Ví dụ như cái kiểu nếu như mà mình quá cá tính thì sẽ không phù hợp, nhưng mà những anh nam nào mà chúng ta thường làm việc trong môi trường văn phòng nè, mình thích một cái cá tính của mình là sang, lịch thiệp và nam tính một tí xíu thì nó sẽ cực kỳ phù hợp. Đối với những cái mùi hương của Acqua di Giò Absolute này thì nó có một cái đặc điểm vô cùng tuyệt vời, đó chính là có một lần Hương lỡ tay, Hương xịt lên cái áo của mình, Hương nói thật luôn là nó thơm quá 2 ngày luôn. Nên là đối với những anh nam mà chúng ta thường hay ra mồ hôi và cơ thể của mình hay thường đi làm việc bên ngoài thì có thể sử dụng mùi hương này. Độ lưu hương của nó sẽ từ 8 cho đến 12 tiếng trên da của mình. Nếu như mà chúng ta muốn lưu hương lâu hơn thì các anh nam nên xịt ở trên những cái vùng mà cơ thể của mình nóng lên, như là hai cái bả vai của mình nè. Nam thì thường hay xịt ở trước ngực hoặc là vùng rốn của mình, để cho cái mùi hương nó càng những cái vị trí nó có những cái nóng lên, nó ấm dần thì nó làm cho cái mùi hương nó có độ tỏa rất là tốt luôn á. Thậm chí là nhất là những lúc mà chúng ta đi nhậu vào, cơ thể của mình nó sẽ nóng lên đúng không, thì cái mùi hương nó sẽ tỏa hương cực kỳ tốt. Bởi vậy Acqua di Giò là một mùi hương sẽ có một sự hòa quyện giữa sự tươi mát, một chút sự ấm áp, một chút sự thoải mái và dễ chịu. Bên cạnh đó độ lưu hương cực kỳ lâu, từ 7 cho đến 12 tiếng trên da của mình. Và đặc biệt là nó cực kỳ phù hợp đối với bất cứ những thời điểm nào, kể cả cái thời tiết Sài Gòn rất là nóng, chúng ta cũng có thể trải nghiệm được một cái mùi hương này. Hương đã vừa review cho các anh em xong một cái dòng nước hoa của Acqua di Giò, và Hương nghĩ rằng nó là một trong những cái mùi hương cực kỳ phù hợp đối với lại một cái Tết Việt Nam của mình, với một cái khí hậu cực kỳ nóng nè, và các anh em thường hay đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy mà vào dịp Tết này thì Acqua di Giò sẽ khiến cho mình có một cái tinh thần thoải mái hơn, dễ chịu hơn, ngồi nhậu người ta cũng khoái ngồi gần mình hơn. Nếu như các anh em thích một cái video này của Hương thì có thể là share nè, rồi mình subscribe kênh YouTube của Missy Perfume nha. Bye bye.